Alo, xin chào anh chị. Hôm nay em lên đây để chia sẻ và giới thiệu bản thân của em với mọi người. Trước tiên em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Dương Trung Hiếu rất nhiều. Thì cho em cơ hội tham gia vào group này. Em xin tự giới thiệu, em tên là Xin. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, ở tiểu bang Philadelphia. Nghề nghiệp của em là thợ cắt tóc. Em lên đây để giới thiệu. Em là mới tham gia vào trong đội nhóm này, và em cũng hy vọng trong đội nhóm cũng giống như là một ngôi nhà của mình, thì em sẽ học hỏi và có gì không hiểu em sẽ hỏi anh chị, và em sẽ làm theo những kinh nghiệm của anh chị đi trước. Em cũng chỉ mong là sự giúp đỡ của anh chị. Trên thời gian này là thời gian rất là khó khăn của em. Em không biết bắt đầu từ đâu, cho nên em phải học hỏi rất nhiều từ anh chị đi trước. Em rất là thích những chia sẻ của thầy, những